mẫu nghề thư pháp Việt là ai? Những năm 1930, khi người dân Việt chỉ biết thư pháp bằng chữ Hán, các tri thức nặng lòng với tiếng Việt đã âm thầm nghiên cứu cách viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ. Ông là người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng cách viết thư pháp bằng chữ Việt theo bảng chữ cái Latin. Ông sinh ngày 10 tháng 3 năm 1906, mất ngày 25 tháng 3 năm 1969. Ông có các bút hiệu khác là Thủy Cổ Nguyệt, Đại Ẵng Nam, Nhị Liệu Tiên Sinh. Ông được đánh giá là một nhà giáo, nhà thơ, chuyên gia nghiên cứu tiếng Việt và là một người nhiệt tình với văn hóa dân tộc Việt Nam. Ông là thành viên của nhóm Hà Tiên Tứ Tiệt, gồm có ông Mộng Tuyết, cũng là vợ ông, Lư Khê và Trúc Hà. Ông sinh tại làng Mỹ Đức, tỉnh Hà Tiên, nay thuộc tỉnh Kiên Giang. Thở nhỏ ông có tên là Kỳ Phát, sớm mồ côi cha mẹ, nhờ bắt buộc là Lâm Hữu Lân nuôi dạy và đặt tiểu tự cho ông là Quốc Tỷ, Tỷ Chát Chi. Nhà ông tổ tiên truyền mấy đời đều ở ven Đông Hồ Ấn Nguyệt, là một thắng cảnh trong Hà Tiên thập cảnh, nên khi bắt đầu biết làm thơ, ông là lấy hiệu đó. Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tính, nay là trưởng bộ môn du lịch trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, bút tích của ông hiện còn rất nhiều trong sách vở hay chùa chiền. Qua những cứ liệu bút tích còn lại, thêm chuyện ông là người cả đời tâm huyết vì sự phát triển của tiếng mẹ đẻ, nhiều người xem ông như là ông tổ trong giới thư pháp chữ Việt. Ông chính là nhà thơ Đông Hồ, tên thật là Lâm Tấn Phát.